Em xin chào tất cả các anh cầu thủ đã quay trở lại video 293 của kênh em. Và hôm nay là ngày 4 tháng 10. Buổi sáng hôm nay em gửi đến các anh một lô máy nha, size từ 2.000 cho tới là 10.000. Hôm nay thì có về được một con máy carbon size lớn, thích hợp cho các anh câu lục hoặc câu biển săn hàng cá lớn đều được ạ. Và giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn máy là 30.000 một đơn. Và các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghim trên màn hình, hoặc là các bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365 ạ. Các anh đặt từ hai máy trở lên hoặc là có thanh toán trước thì bên em sẽ bao phí ship cho mình. Và con máy đầu tiên nha, là một con máy dạng máy cổ của hãng Olympic ạ. Dòng Olympic 39, con này hàng Japan. Thân máy thân hợp kim, cổ cũng là cổ hợp kim nha. Một pin sóng, lưỡi gà kêu đầy đủ luôn. Và gạt cước đây, nhạy nha các anh. Còn nhạy, lăn cước thì nó sẽ không có cái con lăn như cái dòng mình dùng bây giờ nha. Dòng máy này thích hợp cho các anh sưu tầm, trưng bày, hoặc mình đi câu, câu cá suối đều được nha, cá nhỏ. Tay quay chỉ một bên tay phải, không đổi sang trái được ạ. Và một chiều máy có chốt chặn, một chiều hoạt động có tiếng kêu. Và hai chiều đây ạ. Máy còn hoạt động tốt nha. Tay quay một bên tay phải, mã số là số 1, giá 150.000. Máy mã số 1 giá là 150. Và tiếp theo là mã số 2, một con Suzumi dòng spin 2.000 ạ. Máy size thực tầm 2.000, hàng Korea xuất Nhật. Thân carbon, cổ là cối kim loại. Đây mà các anh xem, size 2.000 nha. Con này lưu tốt nha các anh, lưu tốt, ratio máy cao, ratio 5.3 này. Con lưu tuyệt, màu biển sóng, lưỡi gà kêu. Gà cước còn nhạy và lăn cước đây, bên trong cực kỳ sáng nha. Còn xoay được này, hoạt động còn rất là tốt luôn. Đây mà các anh xem, cước 2 vào 150 và cước 3 vào 100. Một chiều có thắng ABS ạ. Có thắng ABS nha các anh. Này, con này lua nhẹ nha, lua nhẹ, câu đơn, câu ISO đều được. Và hai chiều đây, hoạt động vẫn còn êm mượt ạ. Và mã số là số 2, giá 230. Máy mã số 2, giá là 230.000. Và tiếp theo là mã số 3, một con máy khoảng Shimano dòng Holiday Spin 2.000 ạ. Con này hàng Malaysia xuất Nhật nha. Toàn thân carbon, đây, toàn thân carbon, mô pin sóng, lưỡi gà kêu. Và gạt cước vẫn còn rất là nhạy ạ. Này, cực kỳ chắc chắn nha. Lăn cước còn đẹp, để mà các anh xem. Còn sáng, mọi chức năng hoạt động tốt hết ạ. Máy chạy bạc đạn đầy đủ và cước 2 vào được 150, cước 3 vào được 100. Này, phần tay quay nó có hơi nổ sơn một tí nha các anh. Cái này thì các anh muốn đẹp hơn thì mình lấy giấy nhám mài lại cho nó trơn tru hơn nha. Này, nước sơn bên ngoài thì vẫn còn tương đối, khoảng tầm 80-85%. Và hoạt động của máy, một chiều có tiếng kêu nha. Và hai chiều đẹp. Hai chiều thì máy hoạt động không có tiếng kêu. Và mã số là số 3, giá con này là 300.000. Máy mã số 3, giá là 300. Lưu đơn câu cần ISO đều được. Này, lưu nhẹ nha các anh, lưu nhẹ. Và tiếp theo là mã số 4, Daiwa dòng ST800M. Con này size thực tầm 3.000, hàng Japan ạ. Máy hàng Japan nha, thân carbon, cổ cũng là cổ carbon. Đây mà các anh xem, màu bình sóng, lưỡi gà kêu to. Đây, tiếng lưỡi gà kêu rất tuyệt nha. Và gạt cước của máy còn nhạy, là cước còn hoạt động tốt. Con này thì cước 2 vào mắt được 220, cước 3 vào 150 và cước 4 vào 100. Size thực tầm 2.500 đến 3.000. Máy chạy bạc đạn đầy đủ luôn nha. Này, lùa đơn, ngâm, lùa lóc, lùa chỉ một kê nha các anh. Một chiều có chốt chặn và hoạt động máy có tiếng kêu nha. Hai chiều thì sẽ không có tiếng kêu. Đây, lô máy hôm nay em lên đều đổi tay quay trái phải được nha. Con nào không đổi được em sẽ báo ạ. Mã số là số 4, giá 220. Daiwa hàng Japan nha. Mã số 4, giá 220. Tiếp theo mã số 5 là một con máy hàng Tactic Enjoy dòng Longitude 200. Và size thực máy tầm là 2.000 ạ. Con này hàng Korea xuất Nhật. Nước sơn màu xanh lục khá là đẹp nha. Nước sơn màu xanh lục này, chỗ đậm chỗ nhạt nha các anh. Máy chạy bạc đạn đầy đủ và ratio cao, ratio 5 chấm ạ. Con này các anh câu lua được nha. Một bên sóng, lưỡi gà kêu. Gà cước còn tốt, còn nhạy. Và lăn cước hoạt động đây, còn rất êm mượt nha. Gà dày cực kỳ êm mượt luôn. Lăn cước sáng bóng. Và thông số cước, cước 1.5 vào 180, cước 2 vào 110 và cước 3 vào được 75. Ratio 5 chấm ạ. Và máy chạy bạc đạn đầy đủ. Tay quay các anh đổi trái phải đều được. Một chiều của máy có chốt chặn nha. Và hoạt động thì không có tiếng kêu. Hai chiều đây, rất là nhẹ nha các anh, rất nhẹ.
máy nó hơi khô dầu một tí. Cái này mình về chai dầu mỡ vào là được nha, hơi khô dầu thôi. Và mã số là số 5, giá 170. Máy mã số 5, giá 170. Tiếp theo mã số 6, Tactic Enjoy dòng Spin DS20 ạ. Con này size thực cũng tầm 2000, hàng Korea xuất Nhật. Và thân máy thân carbon, cối là cối mũ, cối nhựa nha. Và con này nước sơn màu đen toàn thân, khá là sáng luôn. Đây mà anh xem, rất sáng nha, ốc vít còn đẹp. Đây, độ mới con này tầm 85-90%. Mô pin là mô pin sóng, lưỡi gà kêu to, gà cước còn nhạy ạ. Rất chắc chắn luôn nha các anh, gà cước vẫn còn sáng. Này, mọi chức năng máy còn hoạt động tốt nha. Và tay quay độ trái phải đều được, một chiều sẽ có chốt chặn. Và hai chiều của máy đẹp, rất là êm mượt luôn nha các anh. Hai chiều thì nó sẽ không có tiếng kêu. Và mã số là số 6, giá 170. Máy mã số 6, giá là 170. Tiếp theo là mã số 7, Tactic Enjoy dòng Power Spin nha. Con này size thực cũng tầm là 2000 ạ. Cước 2 các anh vào 150, cước 3 vào 100 và cước 4 vào được 70. Con này hàng Korea xuất Nhật ạ. Size thực 2000 nha các anh. Mô bin sóng, lưỡi gà kêu, gà cước vẫn còn tốt, còn nhạy. Làm cước đây, sáng nha các anh. Gà dây chân chu, này size thực 2000, hàng Korea xuất Nhật ạ. Những con máy này thì tay quay đổi trái phải đều được nha các anh. Các anh chốt đơn muốn đổi tay sang bên nào báo em đổi luôn cho các anh về, thuận tiện đi câu nha. Một chiều máy hoạt động có tiếng kêu, và hai chiều thì sẽ không có tiếng kêu nha. Mã số con này mã số 7, giá là 160.000. Máy mã số 7, giá 160. Lưỡi gà kêu đầy đủ cho các anh luôn ạ. Và tiếp theo là mã số 8. Con này là của hãng Olympic dòng Spin KX700 nha, KX700 và size thực máy tầm 2000. Con này hàng Korea xuất Nhật ạ. Một con máy full carbon nha các anh. Olympic hàng Korea, màu bình sóng, lưỡi gà kêu và gạt cước đẹp, cực kỳ nhạy nha. Gạt cước thì vẫn còn sáng. Thông số cước của máy là cước 2 vào được 150, cước 3 vào 100 và cước 4 vào được 70. Ratio 5.1 ạ. Máy khoảng Olympic nha các anh. Đây, Olympic nha. Tay quay nó cũng in chữ trên đấy luôn, in tem trên đấy. Này, tay quay kim loại và có thể gập gọn vào. Hoạt động của máy đây, mời các anh xem. Một chiều có chốt chặn và hoạt động có tiếng kêu. Và hai chiều của máy đẹp, rất nhẹ nha các anh, rất nhẹ, rất mượt. Mã số con này mã số 8, giá là 150. Máy mã số 8, giá 150. Đây, nhược điểm của nó là bị nứt một miếng viền này nha các anh, mà nó không ảnh hưởng đến hoạt động của máy nha. Cái này thuộc trên phần cối của nó, phần cối nha. Đây, nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động. Mã số là số 8, giá 150.000. Và tiếp theo là mã số 9. Một con máy size thực tầm 2.500 đến 3.000 nha. Con này các anh lua đơn được, này, lua đơn ngâm đều được, lua lóc, lua chẽm ok nha các anh. Hàng China xuất Nhật ạ. Thân carbon, cối là cối mũ, cối nhựa nha. Và nước sơn con này toàn thân khá là sáng, còn khoảng tầm 80-85% ạ. Máy chạy bạc đạn đầy đủ luôn nha. Và mô bin sóng, lưỡi gà kêu to, gà cước còn tốt này. Và lăn cước của máy đẹp, này, nó hơi dính bụi nha các anh. Cái này mình có thể vệ sinh được. Ratio là 5 chấm ạ. Và hoạt động đây, một chiều có chốt chặn. Máy hoạt động một chiều có tiếng kêu ạ. Và hai chiều của máy rất là nhẹ luôn nha các anh, rất nhẹ. Này, hai chiều thì sẽ không có tiếng kêu. Và mã số là số 9, giá 190. Máy mã số 9 nha, giá là 190.000. Size thực tầm 2.500 đến 3.000. Và tiếp theo là mã số 10. Một con mámáy Shimano dòng Navigator T1000, size thực máy tầm 1.000 ạ. Con này hàng Japan, Japan nha các anh. Size thực 1.000 đây. Và thông số cước máy, cước 1.5 vào 130, cước 2 vào 100 và cước 3 vào được 65. Này, Shimano, thân máy thân carbon, cối là cối kim loại ạ. Máy chạy hai bạc đạn nha các anh. Hai bạc đạn. Đây mà các anh xem, nước sơn màu đen nha, khá là sáng. Tay quay kim loại. Và hoạt động đây. Mô bin sóng, lưỡi gà kêu, kêu nhỏ nha các anh. Và gà cước còn nhạy. Lăn cước này bên trong màu nâu bóng nha, còn khá là sáng luôn. Và tay quay các anh đổi trái phải đều được. Size thực 1.000. Một chiều hoạt động có tiếng kêu, chốt chặn đầy đủ luôn nha. Và hai chiều đó, hai chiều của máy thì không có tiếng kêu. Này, Shimano dòng Navi GT
Mã số máy là số 10, giá 320. Máy mã số 10, giá là 320 ạ. Tiếp theo là mã số 11. Con này dòng Flash Joy 2000, size thực máy cũng tầm là 2000 ạ, hàng China nha các, China xuất Nhật. Thân carbon, cối là cối kim loại nha. Đây, cối kim loại đi kèm là một cuộn cước cho các luôn. Về đi câu rất là thuận tiện nha. Một bên sóng lưỡi gà kêu, gà cước nhảy nha các, cực kỳ chắc chắn luôn. Và lăng cước bên trong sáng bóng luôn. Đây, mọi chức năng của máy còn hoạt động tốt, còn xoay được. Con này thì cước 2 vào được 130, cước 3 vào 105 và cước 4 vào được 90 ạ. Cước 4 vào 90, là cối kim loại nha các. Tay quay đổi trái phải được. Và nhược điểm của máy là bị đẩy cái lẫy bậc 2 chiều nha. Này, mở ra xem, hoạt động 1 chiều có thắng ABS đầy đủ luôn nha. Này, thắng ABS đây. Máy chạy thì rất nhẹ, hoạt động không sao không lắc nha. Là bị gãy cái lẫy bậc 2 chiều thôi. Anh nào mình biết bảo dưỡng mình về mình độ lại nha. Hoặc mình để vài câu cũng được, không ảnh hưởng nha các. Xả cước vẫn bình thường. Này, vẫn gạt cước lên, xả cước bình thường nha. Mã số là số 11, giá 180. Máy mã 11, giá 180.000. Và tiếp theo là mã số 12. Daiwa dòng Dragon S 2000T. Con này size thực tầm 2000 ạ. Lua tuyệt nha các, lua nhẹ. Này, côn là côn số, côn chuẩn nha. Và con này là hàng Thái Lan xuất Nhật ạ. Một con máy full carbon. Một pin sóng, lưỡi gà kêu đầy đủ. Và gạt cước đây. Hoạt động còn rất là nhạy, lăng cước còn sáng. Này, mọi chức năng máy còn hoạt động tốt hết ạ. Cái này thì cước 2 cái vào 150, cước 3 vào 100 và cước 4 vào được 70 nha. Xài thực 2000. Máy chạy bạc đại. Một chiều có chốt chặn và hoạt động có tiếng kêu. Và hai chiều đây ạ. Này, một chiều, hai chiều của máy đều hoạt động tốt hết nha các anh. Và mã số là số 12, giá 300. Máy hãng Daiwa nha, mã 12, giá là 300.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 13. Ryobi dòng Sinos SF 1000ZM. Này, con này lua cực kỳ nhẹ luôn nha các anh. Những dòng này bên em thì các anh câu lua mua rất là nhiều luôn nha. Máy hãng Ryobi, hàng Japan. Size thực 2000, cước 2 vào 150, cước 3 vào 100 và cước 4 vào được 70. Ratio của máy là 5.2 nha. Máy chạy bạc đạn đầy đủ. Này, tay quay kim loại luôn, cực kỳ chắc chắn nha. Độ trái phải đều được. Này, full carbon nha các anh. Full carbon, máy cực kỳ chắc chắn nha. Này, một chiều có tiếng kêu, hoạt động rất mượt luôn nha. Và hai chiều đây, không sao không lắc. Nước sơn toàn thân màu đen, còn sáng ạ. Con này thì ngoại hình tốt nha, không say xước nhiều. Một bên sóng lưỡi gà kêu đầy đủ. Gà cước tốt, nhạy. Và lăng cước vẫn còn sáng. Này, mọi chức năng máy hoạt động tốt hết. Mã số 13, giá là 350. Máy mã 13 nha, giá là 350.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 14. Daiwa Long Carbon dòng ST750 nha. Dòng ST750. Và con này là hàng Japan ạ. Size thực máy tầm 3.000. Đây, tầm 2.500 đến 3.000 nha. Lưu lóc, lưu chẽm, câu đơn ngâm đều được. Full carbon nha các. Máy full carbon, màu bên sóng, lưỡi gà kêu. Và gạt cước này cực kỳ chắc chắn luôn, rất nhạy nha. Lăng cước đây, mở các xem. Bên trong sáng bóng, ra dây rất là êm mượt. Và thông số cước của máy là cước 2 vào 200, cước 3 vào 150 và cước 4 vào 100. Một chiều có chốt chặn và có tiếng kêu. Hai chiều của máy thì không có tiếng kêu nha các. Con này nước sơn của nó màu xanh nhạt nha, xanh nhạt. À, nước sơn cũng còn sáng. Và mã số là số 14, giá 320. Máy mã số 14 nha, giá là 320. Tiếp theo là mã số 15, dòng Daiwa Aseno 1 nha các anh. Con này size thực tầm 3-4.000. Thành cầu đơn ngâm lan xê đều được nha. À, đơn ngâm lan xê đều được. Máy của hãng Daiwa, hàng Japan ạ. Thân hợp kim, cối là cối mũ với nhựa. Mô bin sóng, lưỡi gà kêu đầy đủ nha. Và gạt cước của máy đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn, lăng cước thì vẫn còn sáng, mọi chức năng hoạt động tốt hết ạ. Tay quay đổi trái phải đều được và một chiều có chốt chặn. Một chiều của máy hoạt động có tiếng kêu và hai chiều đây ạ. Hoạt động cực kỳ êm mượt nha. Tay thực tầm 3-4.000 và mã số là số 15, giá là 270. Máy mã số 15, giá là 270.000 ạ. Tiếp theo là mã 16.
Shimano dòng Abeto 4000 ạ, size thực máy 4000 nha các anh. Con này đơn ngâm lăng xê tuyệt nha. Ao hồ sông suối đều được luôn, size thực 4000, hàng Malaysia xuất Nhật. Một con máy full carbon, này nước sơn bên ngoài nó có bị tróc lớp sơn nha các anh. Lớp sơn màu bạc đây, nó bị xây xước theo năm tháng nha. Đây, hàng bãi không tránh khỏi ạ. Tay quay máy là tay quay kim loại. Và thông số cước, cước 3 vào 200, cước 4 vào 150 và cước 5 vào được 110. Máy chạy bạc đạn đầy đủ, mô bin sóng lưỡi gà kêu. Và gạt cước đây nhỉ, cực kỳ nhạy luôn nha, cực kỳ nhạy. Và lan cước hoạt động còn tốt, còn xoay được cho các anh luôn. Và đây mời các anh xem hoạt động của máy. Một chiều có thắng ABS và hai chiều đây ạ. Tay quay mình độ trái phải đều được nha, một chiều hai chiều còn hoạt động tốt. Mã số là 16, giá 420. Máy mã số 16, giá là 420.000, này Shimano Abeto 4000. Và tiếp theo là mã số 17. Một con máy đuôi chuột của hãng Suyumi. Suyumi dòng 1000RD nha và size thực máy tầm 2000 ạ. Con này hàng Korea xuất Nhật. Thân hợp kim, cối là cối carbon ạ. Thân hợp kim nha các anh, và con này các anh đổi tay quay trái phải đều được. Đuôi chuột của máy vẫn còn hoạt động bình thường nha. Máy chạy bạc đạn đầy đủ luôn, mô bin sóng lưỡi gà kêu. Gạt cước đẹp, còn nhạy nha các anh, hoạt động còn tốt, lăn cước vẫn còn sáng này, mọi chức năng hoạt động tốt hết cho các anh ạ. Size thực 2000, cước 2 vào được 170, cước 3 vào 100 và cước 4 vào được 80. Đây Suyumi hàng Korea nha các anh, và tay quay độ trái phải đều được nha. Một chiều của máy hoạt động không có tiếng kêu, và hai chiều đây. Đu chuột thì các anh ship con sẽ nhanh hơn nha, ship con nhanh hơn này. Hoạt động bình thường nha. Và radio là 4.8. Có đây mã số 17, giá là 350. Máy mã 17 nha, giá là 350.000. Tiếp theo là mã số 18. Máy khoảng Daiwa dòng Long Carbon ST750B ạ. Size thực máy tầm 3.000. Có đây hàng Japan luôn nha các anh, made in Japan, nội địa Nhật cho mình ạ. Toàn thân là carbon, mô bin sóng lưỡi gà kêu nha. Và gạt cước của máy còn nhạy, rất là sáng nha, rất sáng, gạt cước còn nhạy, lăn cước sáng bóng luôn, mọi chức năng hoạt động tốt hết ạ. Lăn cước của máy còn xoay. Và con này cước 2 các anh vào 200, cước 3 vào 150 và cước 4 vào được 100m ạ. Này, full carbon nha các anh, full carbon, tay quay đổi trái phải đều được. Và một chiều có chốt chặn, máy một chiều hoạt động có tiếng kêu. Và hai chiều của máy đây. Này, một chiều hai chiều hoạt động tốt hết nha các anh. Mã số này mã 18, giá là 270. Máy mã số 18 nha, giá là 270. Này, 270 là vì cái giá máy của nó bị nứt một miếng nha các anh. Mình vẫn gắn vào cần, câu bình thường nha, không ảnh hưởng gì hết. Này. Và tiếp theo là mã số 19. Một con máy khoảng Shimano dòng Z3 nha, Z3. Con này hàng Korea xuất Nhật, thân hợp kim, cối là cối mũ có nhựa. Xoay thực máy tầm 4.000 nha các anh. Và con này thông số cước, cước 3 vào được 310, cước 4 vào 210 và cước 5 vào được 160. Xoay thực máy tầm 4.000, radio là 3.4 ạ. Và mobile là mobile sóng, lưỡi gà không kêu. Gà cước còn nhạy, còn chắc chắn. Và lăn cước của máy đây, em mở các anh xem nha. Bên trong sáng bóng luôn, nó không có vết rỉ nào luôn nha các anh. Lăn cước vẫn còn hoạt động rất là tốt. Và tay quay, con này thì chỉ một bên tay phải nha các anh, và tay quay nó dạng siết như này, dạng siết như này nha các anh, cứ siết chặt vào dưới đây thì quay nó sẽ êm mượt nha. Này, một chiều chốt chặn đầy đủ, và một chiều máy thì sẽ có tiếng kêu nha, hai chiều thì không có tiếng kêu. Và mã số là 19, giá con này là 250. Máy mã 19 nha, giá là 250.000. Và tiếp theo là mã số 20. Ryobi dòng carbon max 2, con này size thực tầm 3.000 ạ, 3.000. Đơn ngâm lưu lóc lưu chỉ một kê nha các anh, bản tàu quan xuất Nhật. Thân carbon cối là của nhựa của mũ, mô bin sóng lưỡi gà kêu to. Và gạt cước của máy còn nhạy nha, lăn cước vẫn còn sáng bóng. Đây, mời các anh xem. Ratio là 3.9. Và cước 3 vào được 300m, cước 4 vào được 200 và cước 5 vào được 180. Size thực tầm 3.000 năm. Một chiều có chốt chặn, và máy hoạt động một chiều có tiếng kêu nha các anh, một chiều có tiếng kêu, hai chiều thì không có tiếng kêu nha.
còn rất là êm mượt. Và mã số là 20, giá 220. Máy mã số 20, giá là 220.000. Và tiếp theo là mã số 21, Shimano, dòng Navi GT 3000 ạ. Size thực máy cũng tầm là 3000. Cái này các anh đơn ngâm, đơn ngâm lưu lóc lưu chỉ một kê nha. Shimano Navi 3000, hàng Japan ạ. Và toàn thân của máy là carbon, toàn thân carbon luôn, mô bin sóng, lưỡi gai không kêu, gạch cước còn tốt, còn nhạy và lăn cước vẫn còn sáng nha các anh, màu nâu bóng đây. Đây mà các anh xem, cái thông số của nó hơi mờ một tí nha, hơi mờ. Này, tay quay đổi trái phải được ạ, nước sơn màu đen và một chiều có chốt chặn, máy hoạt động một chiều có tiếng kêu, hai chiều thì sẽ không có tiếng kêu nha. Tay quay là tay quay kim loại, tay quay kim loại nha, gập gọn vào thoải mái. Đây, tiện lợi mang theo. Và mã số là 21, giá 420. Máy mã 21 ạ, giá là 420. Shimano Navi. Tiếp theo là mã số 22, Shimano, dòng Holiday Spin XT 3000 nha các anh, 3000. Con này thì tích hợp cho các anh lưu lóc lưu chuyển nha. Cước 2 vào 220, cước 3 vào 150 và cước 4 vào 100. Hàng Malaysia xuất Nhật ạ. Thân máy thân carbon, cối là cối kim loại. Và ratio là 5.2. Đây, ratio cao thích hợp cho các anh cô luôn. Máy chạy bạc đạn đầy đủ luôn. Nước sơn thì cũng còn tương đối, khoảng tầm 80%. Đây, có xây xước nha các anh. Có xây xước. Cối là cối kim loại nha. Mô bin sóng, lưỡi gà kêu. Gạch cước nhạy ạ. Và lăn cước đây, nó hơi dính bụi. Dính bụi nha các anh. Cái này mình chưa vệ sinh nha. Vệ sinh thì nó sẽ sáng thôi. Đây, còn xoay luôn nha. Còn xoay. Và tay quay đổi trái phải đều được. Một chiều của máy có tiếng kêu và hai chiều đây ạ. Hai chiều thì hoạt động không có tiếng kêu nha. Mã số cái này mã số 22, giá là 390. Máy mã số 22, giá là 390. Và tiếp theo là mã số 23. Và con máy hãng Shimano nha, dòng Alivio 4000 ạ. Con này size thực tầm 4000 luôn, hàng Malaysia xuất Nhật. Thân carbon, cối carbon. Này, thích hợp cho các anh cô đơn ngâm lăn xê. Này, các anh lưu cũng được nha, con này lưu được. Radio cao, máy chạy bạc đạn đầy đủ. Và cước 3 vào được 200, cước 4 vào 150 và cước 5 vào 110. Mô bin sóng, lưỡi gà kêu đầy đủ nha. Và gạt cước của máy đây ạ. Cực kỳ chắc chắn luôn, lăn cước vẫn còn sáng. Còn xoay được, mọi chức năng hoạt động tốt hết ạ. Cái này thì ngoại hình mới khoảng tầm 90%. Này, máy chạy bạc đạn đầy đủ nha. Đây mà các xem nó rất là đẹp nha. Này, không thấy vết xây xước to luôn, rất là li ti thôi. Tay quay kim loại, sáng bóng hết ạ. Một chiều có chốt chặn và hai chiều của máy đây. Rất nhẹ nha, tay quay trái phải đều được. Mã số 23, giá là 450. Máy mã số 23, giá là 450.000. Và tiếp theo là mã số 24, Daiwa, dòng Dragon X 4000 nha các anh. Dragon X 4000 và con này size thực tầm 5000. Các anh đánh lục được nha. Lục được. Này, máy hàng Japan ạ, thân carbon, cối là cối kim loại. Mô bin sóng, lưỡi gà kêu và côn của nó là côn số nha các anh. Côn chuẩn luôn. Này, gạt cước tốt, nhạy, lăn cước còn sáng. Và thông số cước của máy, cước 4 vào được 250, cước 5 vào 200 và cước 6 vào được 150 ạ. Xe thực tầm 5.000. Máy chạy hai bạc đạn, nước sơn màu xám ạ, màu xám nha, nó có xe xước đây, có xe xước không tránh khỏi nha các anh. Và hoạt động máy mời các anh xem, một chiều hoạt động có tiếng kêu và hai chiều đây ạ. Này, một chiều máy sẽ có tiếng kêu nha các anh. Và tay quay con này đổi trái phải đều được. Mã số là 24, giá máy là 500.000 nha. Máy mã số 24, giá là 500. Và tiếp theo là mã số 25. Một con máy của hãng Daiwa nha, dòng Dragon X 3000T và con này size thực tầm 5.000. Tầm 5.000 nha các anh. Các anh đánh lục được nha. Đường ngâm lăn xê thoải mái luôn. Hàng Japan ạ, thân carbon, cối là cối kim loại. Mô bin sóng nha các anh, tử gà kêu đầy đủ, kêu to. Đây, côn của nó cũng là côn số nha. Và gạt cước đẹp, cực kỳ nhạy luôn, lăn cước còn sáng. Và tay quay các anh đổi trái phải đều được. Trái phải đều được nha. Cước 4 vào 200, cước 5 vào 150 và cước 6 vào 120. Một chiều có chốt chặn,
và 1 triệu máy hoạt động có tiếng kêu. Này chạy 2 bạc đại nha các anh. Và con này nút sơn màu xanh khá là sáng. Màu xanh nha, rất sáng. 2 bạc đại, mã số 25, giá là 520. Máy mã 25 nha, giá là 520.000. Đài qua Dragon X. Và tiếp theo là mã 26. 26 ạ. Daiwa Spotlight XT1, con này sale thực tầm 5.000. 5.000 nha các anh, hàng Japan, thân hợp kim, cổ hợp kim. Mobin là mobin sóng. Đây mà các anh xem. Mobin sóng lưỡi ra kêu đầy đủ luôn. Và gạt cước của máy còn nhạnh nha. Đăng cước vẫn còn sáng, nên nó bị rỉ hai cái viền rìa này nha các anh. Rìa thôi, không có ảnh hưởng đến bên trong. Các anh ra dây vẫn bình thường nha. Và thông số cước, cước 4 vào 280, cước 5 220 và cước 6 180. Máy khoảng đai qua ạ, tay quay đổi trái phải đều được. Và nó bị rơi tem một bên nha các anh, không ảnh hưởng đến hoạt động của máy. Datio là 3.8 nha. Và một chiều có tiếng kêu, có chốt chặn đầy đủ luôn. Hai chiều máy đẹp. Này hoạt động còn tốt, còn êm mượt nha. Và mã số là 26, giá 300. Máy mã số 26, giá là 300.000, sai thực 5.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 27, một con máy khoảng Ryobi nha. Ryobi hàng Japan luôn, dòng Carbon Max 2. Và con này sai thực tầm 5.000. Tầm 5.000 nha các anh. Cước 4 vào 320, cước 5 vào 250 và cước 6 vào được 200. Đây mời các anh xem. Một bên sóng lưỡi gà treo nha. Gạt cước thì còn nhạy, rất là sáng luôn. Gạt cước nhạy, đăng cước hoạt động còn tốt, bên trong màu nâu bóng nha, còn xoay được. Và con này ratio là 3.9. 3.9 ạ, tay quay đổi trái phải được. Một chiều máy có chốt chặn và hoạt động có tiếng kêu. Và hai chiều đây ạ. Xe thực tầm 5.000 nha các anh. 5.000, mã số là 27, giá 350. Máy mã số 27, giá là 350. Và tiếp theo là mã 28, Daiwa Loncastbull. Con này cái thiết kế của nó là dạng hình hộp nha các anh, khá là đẹp. Này, dòng GS1000M. GS1000M nha. Những dòng này thì hoạt động cực kỳ mượt rồi. Này size thực máy tầm là 5.000. Tầm 5-6.000. Con này các anh đánh lục được nha. Cước 4 mình vào được 250, cước 5 vào 200 và cước 6 vào 150. Tầm 5.000, 5.000 nha các anh. Máy hàng Japan ạ. Thân carbon, cố là cố kim loại. Cố kim loại nha. Này, máy chạy bạc đạn đầy đủ luôn. Đây, mình lộn cái này đây cho nó mới hơn, nó không có ảnh hưởng gì hết nha các anh. Này, nó bị xây xước trên phần cối thôi, xây xước phần cối thôi nha. Để mà các anh xem toàn thân đây, tay quay đổi trái phải đều được. Và mobin là mobin sóng, lưỡi gà kêu đầy đủ luôn. Gà cước còn nhạy và lăn cước sáng bóng ạ, còn xoay được nha. Và hoạt động đây, một chiều có chốt chặn. Một chiều của máy hoạt động có tiếng kêu. Và hai chiều thì sẽ không có tiếng kêu ạ. Hai chiều không tiếng kêu nha. Mã số là 28, giá 550. Máy mã số 28, giá 550.000. Sai thực 5.000 ạ. Sai thực 5.000. Và tiếp theo là mã 29. Daiwa dòng printer ST1005DX nha các anh. Và sai thực máy tầm 5.000 luôn. Con này tầm 5.000, hàng Japan nha. Một con máy full hợp kim. Mobin là mobin sóng. Đi kèm là dây dù BE nha các anh. Dây dù BE nha. Gạch cước đây, cực kỳ chắc chắn luôn. Và lăn cước của máy còn sáng ạ. Mọi chức năng hoạt động còn tốt hết. Và thông số cước, cước 3 vào mắt 400, cước 4 vào 250, cước 5 vào 220 và cước 6 vào được 180 ạ. Sai thực 5.000. Tay quay máy gan độ trái phải đều được nha. Này, sơn màu đen, cái phần cối nó có xây xước nha. Phần cối là xây xước. Và một chiều có chốt chặn. Một chiều hoạt động có tiếng kêu ạ. Và hai chiều của máy đây. Hai chiều thì sẽ không có tiếng kêu nha. Và mã số là 29, giá con này là 370. Máy mã 29 nha, giá là 370.000. Và cuối cùng là mã số 30, một con máy size lớn. Con này là của hãng Daiwa, dòng Longsport GS9000B. 9000B nha các anh. Và size thực máy tầm 10.000. Con này tầm 10 đến 12.000 nha, size lớn. Thân carbon, cối carbon. Cái này các anh đánh biển được nha, đánh biển, đánh bạo lực được, không sợ muối ăn nha. Hàng Thái Lan xuất Nhật ạ. Máy hãng Daiwa, mô bin sóng lưỡi gà kêu. Gạt cước còn tốt, còn nhạy. Và lăn cước máy rất là sáng ạ.
màu đen nha. Và con này thông số cước là cước 10 vào được 220, cước 12 vào được 190, cước 14 vào 160 và cước 16 vào được 140. Size cực tầm 10 đến 12 nghìn nha. Size lớn cho các anh. Tay quay kim loại nha. Tay quay kim loại, nắm tay quay cán gỗ to, cầm rất chắc chắn. Và một chiều có chốt chặn, một chiều máy hoạt động có tiếng kêu ạ. Hoạt động có tiếng kêu nha, và hai chiều. Hai chiều thì sẽ không có tiếng kêu. Con này đánh biển khuẩy nha các anh, đánh biển đánh bạo lực được, hoặc anh nè đánh tre dịch vụ nha. Mã số máy là mã số cuối cùng, mã số 30, giá 770.000, máy chạy hai bạc đại, mã số cuối cùng nha các anh, 30, giá là 770.000, rồi qua hàng Thái Lan xuất Nhật ạ. Và em cảm ơn các anh đã xem hết video của em, ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh, và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video cần chiều nay của em ạ. Chào tạm biệt các anh và hẹn gặp lại.